Ok, hãy chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho bạn một số những kiến thức mình biết về DPI và liệu DPI nó có ảnh hưởng đến những cái setting, những cài đặt của chúng ta ở trong từ game PUBG Mobile giả lập hay không. Ok, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Khi mà nghe đến thuật ngữ DPI thì hầu như ai của chúng ta cũng nghĩ đến DPI là tốc độ chuột. Thì DPI nó có liên quan mật thiết với tốc độ chuột như thế nào? Cái con số DPI này á, mà càng nhỏ thì tốc độ chuột chúng ta nó càng chậm, và con số DPI này nó càng lớn thì tốc độ chuột chúng ta nó càng nhanh. Và cái DPI chúng ta đang nói đến ở đây nó không phải là tốc độ chuột nha các bạn. Cái DPI mà chúng ta đang nói đến chính là cái DPI trong cái phần setting engine ở ngoài game của cái trình giả lập game lớp từ game PUBG Mobile. Thì cái DPI ở đây tại sao mình lại nói nó không phải là tốc độ chuột, thì bạn thể thấy ở dấu hiệu thứ nhất thì bạn nhìn thấy nè, ở đây nó có chữ screen DPI. Screen có nghĩa là cái màn ảnh hay cái màn hình, là cái màn hình mà mình đang sử dụng để mình quay cái video cho các bạn đây thì gọi là screen. Và cái dấu hiệu thứ hai là các bạn sẽ thấy cái giá trị thấp nhất của DPI ở đây là 120. Quay lại cái hình ảnh con chuột lúc nãy là các bạn thấy cái giá trị thấp nhất của nó là 500. Thì mình dám khẳng định với các bạn cái screen DPI này không phải là tốc độ chuột, mà screen DPI này nó là cái thuật ngữ được gọi là mật độ điểm ảnh. Thì mật độ điểm ảnh là gì và nó có liên quan như thế nào đối với những cái setting, những cài đặt trong game chúng ta, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Đầu tiên các bạn sẽ thấy nè, ở đây mình có hai cái hình, bây giờ mình sẽ để lại cái hình là ở kích thước góc, mình không có zoom gì hết. Thì các bạn thấy đây là hai cái hình bông hoa được đặt trong hai cái khung hình hoàn toàn có kích thước bằng nhau, và bên trái chúng ta có một cái hình bông hoa ở 96 dpi, bên phải chúng ta có hình bông hoa ở 300 dpi. Thì khi mà chúng ta để ở kích thước góc này thì các bạn sẽ thấy là hầu như là chúng ta chỉ thấy là một hình bên trái thì nó bị răng cưa ở một số chỗ rất là nhẹ, hình bên phải thì nó mượt hơn chút xíu và không có quá nhiều sự khác biệt giữa hai cái này ngoài cái việc là răng cưa này nọ hình bên trái thôi. Tuy nhiên khi chúng ta zoom lên, phóng to lên thì các bạn thấy cái hình 96 dpi hình bên trái lúc nãy mình nói á, nó bị mất răng cưa, nó bị gọi là răng cưa rất là nhiều, bị mất chi tiết rất là nhiều. Đây các bạn để ý nè, trên thân nè, trên nhụy, trên nụ nữa, rất là nhiều ha. Còn ở hình bên phải khi chúng ta zoom to lên thì các bạn thấy là nó bị vẫn bị mất chi tiết, bị ít hơn rất là nhiều nè. Nó những cái hình ảnh ở đây nó rất là mượt, trơn tru, những đường cắt, nét cắt ở đây rất là mượt ha. Nhụy nè, nó cũng bị đỡ, bị mất chi tiết hơn so với hình 96 dpi. Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta setting cái thông số screen dpi ở ngoài game càng cao, ở cùng một độ phân giải nè, khi bạn chơi game ở cùng một độ phân giải, cái thông số screen dpi này càng cao thì cái hình ảnh trong game của bạn nó càng mịn, nó càng mượt, những cái chi tiết vật thể trong game của bạn nó càng sắc sảo. Vậy thì cái DPI này có ảnh hưởng khi mà chúng ta để nó cao quá không? Thì tất nhiên là có. Nếu mà các bạn chơi game ở kiên cấu hình yếu, khi mà các bạn bung cái DPI này lên 480 maximum của cái game lớp ở thời điểm hiện tại nó cho phép, thì nó sẽ tốn nhiều hơn tài nguyên của GPU để nó giải mã những thực toán, nó giải mã thực toán hình ảnh để nó cho ra những hình ảnh sắc nét sống động nhất. Tuy nhiên mình đã test rồi, mình thấy trên cái màn hình từ dòng mình đang sử dụng là từ 24 inch đổ xuống, 24 inch, 22 inch, 20 inch, 18 inch, 19 inch gì đó đổ xuống, là cái screen DPI này từ thông số là 120 đến 180 hầu như là nó không có cái sự khác biệt quá nhiều. Thì một lát nữa mình sẽ show cho các bạn cái đoạn video test giữa hai cái DPI 120 và 480 mình test trên hai độ phân giải là Full HD và HD, là các bạn sẽ thấy hầu như là mắt thường chúng ta, hiệu ứng thị giác chúng ta không thể nào chúng ta biết được cái này 120, cái này 140. Cho nên mình khuyên các bạn á, nếu các bạn chơi game bằng những cái màn hình từ 24 inch đổ xuống, độ phân giải Full HD đổ xuống, thì các bạn cứ để cái DPI DPI này thấp nhất để game chúng ta được mượt nhất. Và nếu bạn nào sở hữu những con màn hình ví dụ như 27 inch hay 32 inch đổ lên, các bạn chơi ở độ phân giải là 2K đổ lên, thì các bạn nên tăng DPI này lên để đáp ứng được cái nhu cầu là hình ảnh nó trong sắc nét hơn, nó đỡ bị mờ, nó bị vỡ, nó bị răng cưa nhiều hơn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn video test mà mình test giữa hai độ phân giải Full HD và HD để các bạn tự đánh giá ha.